7 ca. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng là 101.173 ca mắc, trong đó có 98.991 ca mắc trong nước. Số ca ghi nhận trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay sau 18 giờ, người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu tuyệt đối không ra đường. Tất cả hoạt động tạm dừng đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ cấp cứu. Lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 và tái kiểm tra thường xuyên tại các khu dân cư và trên đường phố. Xử lý thật nghiêm các vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Những tổ chức cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng sẽ khẩn trương điều tra khởi tố nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền địa phương tập trung lực lượng, siết chặt khu phong tỏa ở mức nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chính quyền sẽ cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân hoặc áp dụng hình thức đi chợ thay. Sau khi ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội vào tối ngày hôm qua, bệnh viện này đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Trước đó, qua xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phát hiện 14 trường hợp tại khoa nội 3 dương tính với SARS-CoV-2, gồm của 7 bệnh nhân và 2 cán bộ y tế. CDC Hà Nội tối qua đã xét nghiệm khẳng định 9 người dương tính. Bệnh viện đã cách ly y tế toàn bộ bệnh viện ở mức nội bất xuất, ngoại bất nhập, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện. Tính đến 18 giờ chiều ngày hôm qua đã lấy được 323 mẫu, trong đó có 214 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa công bố danh sách 12 loại thuốc cổ truyền, sản phẩm phòng hỗ trợ điều trị COVID-19. Bộ yêu cầu căn cứ vào diễn biến lâm sàng của người bệnh và tùy từng mức độ lâm sàng, thời bệnh của y học cổ truyền mà sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu. Với nhóm thuốc phòng và hỗ trợ điều trị có thể đồng thời sử dụng 2 cho đến 3 loại thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu kết hợp uống thuốc dạng sắc trên cơ sở các bài thuốc có trong hướng dẫn này với các thuốc cổ truyền, sản phẩm từ dược liệu. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải đánh giá kết quả hỗ trợ của thuốc cổ truyền trên người bệnh COVID-19, mức độ nhẹ và vừa. Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền phải đảm bảo chất lượng, nguồn cung ứng, không tăng giá. Mỗi ngày có hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về Tây Nguyên. Khi đến địa phận Đắk Nông, họ được cảnh sát giao thông dẫn đường. Việc làm này là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Khi đến chốt kiểm soát dịch Đắk Ru, Đắk Nông, giáp với Bình Phước, họ được yêu cầu dừng lại khai báo y tế, kiểm tra kết quả test nhanh COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Nông cho biết mỗi ngày đơn vị này dẫn khoảng 10 đoàn từ chốt Đắk Ru đến cầu 14 của Đắk Lắk với chiều dài hơn 200 km. Lượng người đổ về từ các tỉnh thành phía Nam rất lớn và chưa có dấu hiệu giảm. Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Indonesia đã quyết định sẽ tăng cường các khoa điều trị tích cực tại những khu vực ghi nhận số người tử vong cao nhất. Indonesia hiện cũng đã vượt Ấn Độ và Brazil trở thành quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất trên thế giới, khiến nhiều bệnh viện ở quốc gia này bị quá tải và thiếu oxy. Indonesia đang trở thành tâm dịch COVID-19 ở châu Á. Các chuyên gia dịch tễ lo ngại rằng khả năng tại Indonesia có thể sẽ xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thậm chí còn nguy hiểm hơn biến thể Delta. Cho đến nay, Indonesia đã tiêm được gần 17 triệu liều vaccine, trong đó có gần 5.400 người đã tiêm đủ 2 mũi. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận hơn 38.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc lên hơn 3,16 triệu trường hợp. Sau khi ghi nhận số ca mắc mới theo ngày tăng mạnh, chính phủ Malaysia đã kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19. Chính phủ Malaysia sẽ tăng thêm số bệnh viện công điều trị COVID-19 nhằm cung cấp đủ giường cho những ca điều trị tích cực, rà soát và chuyển các trường hợp không phải COVID-19 sang các bệnh viện tư nhân. Cùng với đó, Malaysia sẽ đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là ở khu vực có số ca nhiễm mới và tử vong cao. Với 17.045 trường hợp mắc trong ngày 25 tháng 7, tổng số người mắc COVID-19 tại Malaysia đã chính thức vượt mốc 1 triệu ca. Báo cáo ngày 25 tháng 7 của Bộ Y tế Malaysia cho biết số ca mắc mới trong 24 giờ qua cũng là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Hàn Quốc sẽ áp dụng mức độ giãn cách xã hội cao thứ 2, cấp độ 3 ở ngoài khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận bắt đầu từ ngày 27 tháng 7.
động thái mới nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành vào cao điểm của kỳ nghỉ hè. Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp bàn về cách ứng phó với dịch bệnh của chính quyền do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì. Làn sóng dịch bệnh thứ tư đã đẩy số ca mắc COVID-19 hàng ngày trên toàn Hàn Quốc lên hơn 1.000 ca kể từ ngày 7 tháng 7. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, ngày 25 tháng 7, nước này có thêm gần 1.500 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 188.000 trường hợp. Bang New South Wales của Australia ngày 25 tháng 7 thông báo đã ghi nhận thêm 141 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca tại bang đông nhất Australia này lên hơn 2.000 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca mới cao thứ hai tại bang New South Wales sau khi ghi nhận số ca mới lên mức cao chưa từng thấy trước đó một ngày với 163 người. Quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch bệnh mới đang ngày một gia tăng tại bang New South Wales sau khi hàng nghìn người tham gia phản đối kế hoạch phong tỏa của chính quyền. Hiện Australia ghi nhận trên 32.900 ca mắc và 918 người đã tử vong vì COVID-19. Hạ viện Pháp ngày 26 tháng 7 đã thông qua dự thảo luật nhằm ứng phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát do sự lây lan của biến thể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.